về dù hội nghị hôm nay được trân trọng giới thiệu đồng chí thì chúng ta chủ ủy viên bí thư xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hoàng Thành, phó bí thư thường trực đảng ủy và các đồng chí trong đoàn đại biểu quốc hội, các đồng chí trong đoàn cán bộ quân chủng và chủ tịch cấp bộ đảng bộ các đồng chí viên chức của ủy ban nhân dân bí thư bộ trưởng quân quân đô và trưởng ban kinh tế tôi cùng thành viên những cơ bản để đồng chí thường trực đảng ủy thân nhân gia đình của các đệ tử bạn thân nhân của ủy ban xã Long An và kế hoạch của ủy ban xã giao cho quyền của xã Long An các ban ngành mặt trận toàn thể để tập trung phối hợp công tác sơ cấp cứu và đến nay thì chúng ta đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc trước hết xin chúc bảy thanh niên có tên rồi vẫn đầu kế thừa những sự nghiệp cách mạng cha ông để lại dân đối công tác tuyên truyền công tác truyền đưa và giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ cho thanh niên làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đây là có sự đóng tích cực nhiệt tình trách nhiệm sự chỉ đạo chặt chẽ của hội đồng nghiệp quân sự cơ quan chuyên môn vai trò của đoàn thể và nhân dân cũng như trong gia đình đã giáo dục động viên con em mình có nhận thức đúng đắn nhanh chóng thì sự hy sinh công hiến của cán bộ và nhân dân lực lượng vũ trang trong xưa nhanh chóng bắt kịp thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới khai thác hiệu quả tiềm năng trong những năm qua đảng bộ chính quyền xã Mỹ Sơn luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác quân hai trên đường nhiệm vụ được làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và thế hệ tiếp nối tôn thắm tận tâm đức chúng ta đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân đồng chí để rồi đi bước tiến lên và tâm toàn ý phấn đấu tin tưởng và với giúp đỡ nhau cũng như các đồng chí trong cùng đơn vị làm nhiệm vụ đảng như mặt của nhiệm vụ quân sự của địa phương các đồng chí là cán bộ quân sự đại hội chính quyền nhân dân của gia đình là những người dân đang chờ đón thành tích với các đồng chí tân binh sẵn sàng nhiệm vụ chúng đại biểu một lần nữa hoàn thành là gia đình có một năm mới sức khỏe dồi dào đoàn kết và chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2023 trân trọng cảm ơn. Tới chín công ngàn. Thưa đồng chí thì sau khi được biết về giao thông chúng ta đã nhận được rằng là truyền thống cách mạng của Lý Sơn nó luôn luôn có những người dân chúng ta nó gần như là đấy là cái truyền thống của quê hương chúng ta thế hệ cha ông và đến thế hệ con cháu hôm nay thì gần như là có một cái trách nhiệm sẵn sàng và thái độ chính trị rất rõ ràng có thể đâm vào thương yêu của nhân dân chúng ta bảy bạn thanh niên hôm nay luôn luôn đảm bảo sức khỏe như thế chúng ta đảm bảo của nhiều người rất là vui tươi và chúng ta có thể hào hứng giải quyết và giọt máu đóng hồi để sẵn sàng đón nhận và mong muốn ban dân xã Lạng Sơn, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lạng Sơn, căn cứ quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, căn cứ quyết định số 5004 QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2021 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, thị xã Lạng Sơn, quyết định điều bổ giám sát viên của ủy ban nhân dân xã Lạng Sơn là bảy công dân. Có đặc sắc về năm 2022, tức là thứ tư ngày 16 tháng riêng năm nhân dân thị xã hướng dẫn của ủy ban nhân dân tổ chức năm 2022. Điều ba quyết định này có được quyền đăng ký tránh văn phòng đồng nhiệm vụ quân sự xã Lê Sơn tổ chức buổi gặp mặt toàn đoàn và làm lễ tiễn công dân nhập ngũ cho bảy đồng chí thanh niên của địa phương đã trúng tuyển nhập ngũ năm 2022. Thay mặt cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, hội đồng nhiệm vụ quân sự xã Nghi Sơn, tôi xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu. Đảng mở ra nhiều cơ hội để thanh niên ngày càng có điều kiện, môi trường thuận lợi, phát huy tài năng sáng tạo, cống hiến và trưởng thành để trở thành lực lượng đại phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống anh hùng. Là với các ban ngành đoàn thể của địa phương thì ở đây các đồng chí cần thực hiện tốt.
qua ngày là đoàn quân đã chiến thắng, lấy anh quân kỳ chiếu sáng ngời. Bóng cờ vươn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lệ ca trong sông lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhắc tới chiến công ngàn năm xưa, yên cờ hồng bay rừng rỡ, gương bao anh hùng cháy trong tim. Quên thân mình một niềm tin trong phong ba, tổ thắm tươi thêm màu cờ, giữ vững hòa bình dựng xây tương lai, chân trời mãi sáng người quân ta đi. Đi sâu trong lòng từng bước ta đi, mãi mãi vững tin đang tiên phong, bộ đội của ta đã mạnh lớn, lớp lớp sông người vững đường đông đã hứng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao là hiền hòa, tươi thắm bóng cờ vươn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lệ ca trong sông lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhắc tới chiến công ngàn năm xưa, nhìn cờ hồng bay rực rỡ, gương hồng cháy trong tim. Quên thân mình một niềm tin trong phong ba, tổ thắm tươi thêm màu cờ, giữ vững hòa bình dựng xây tương lai, chân trời mãi sáng người quân ta đi. Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi, mãi mãi vững tin đang tiên phong, bộ đội của ta đang mạnh lớn, lớp lớp sông người vững bước xây cờ, vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng, lấy anh quân kỳ chiếu sáng ngời. Trường thống của xã nhà, lớp lớp thanh niên nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ từ các thế hệ cha ông cha cho đến nay, với tinh thần đâu cần thanh niên có đâu có thanh niên luôn. Quê hương một lần nữa trường thống của nhân dân và dân của quân sự, và việc đi thành lập một quân sự là thường xuyên luyện của thanh niên, phải thanh niên bằng tài năng trí tuệ và lòng cả chú của các chiến sĩ vừa xuất ngũ, và được tiếp tục lời chúc chú cháu này trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lệ ca trong sông lúa, lấp lánh sao bay trên quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhắc tới chiến công ngàn năm xưa, yên cờ hồng bay rừng rỡ, gương bao anh hùng cháy trong tim. Quên thân mình một niềm tin trong phong ba, tổ thắm tươi thêm màu cờ, giữ vững hòa
tương lai chân trời mãi sáng ngời, quân ta đi đi sâu trong lòng từng bước ta đi, mãi mãi vững tin đang tiến phong. Bộ đội của ta đã mạnh lớn, lớp lớp sông người vững bước dưới cờ. Vinh quang ngày là đoàn quân đã chiến thắng, đầy ánh quân kỳ chiếu sáng ngời. Lớp lớp sông người vững bước dưới cờ, vinh quang ngày là đoàn quân đã chiến thắng, đầy ánh quân kỳ.